Hôm nay chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau ở series livestream tiếp sức mùa thi GPT của Dũng Modi. Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với phần chữa đề, đúng không ạ? Chữa đề cũng như là ôn tập lại bộ từ vựng N3, N2 và N1, tức là của cả 3 level luôn nhé mọi người nhá. Của cả 3 level luôn ạ. Hai. Ok. Rồi và chúng ta sẽ không để đợi quá lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn vào nội dung ngày hôm nay nhá. Đấy, phần từ vựng buổi số 15 nhá. Ok, chúng ta sẽ có câu đầu tiên của buổi ngày hôm nay bắt đầu từ câu số 41 ạ. どうでよくなしのせい câu này. Câu này thì dễ mà đúng không? Cái câu đầu tiên này khá là dễ. Và そして努力は何々裏切らない. Bạn Long chọn đáp án số 3 là đừng đi ngược lại. Đừng đi ngược lại. Cái từ裏切らない là gì ạ? 裏切る là phản bội đúng không mọi người? Vậy thì 裏切らない sẽ là không phản bội. Mọi người đã hình dung ra nội dung của câu này chưa? Vế đầu của chúng ta là gì đấy? 努力なしのせい của bản này, không có cái thành công nào mà không có sự nỗ lực cả. Tức là chúng ta phải nỗ lực chúng ta mới có được thành công. Đúng không? Đó, vậy thì về sau của chúng ta là va cái sự nỗ lực thì nó sẽ như thế nào? Đấy, rồi bạn Japan Store đã comment đáp án số 3. Mới có hai bạn chọn đáp án thôi, hai đáp án số 3 luôn. Thắm chọn 4 ạ, 4 là gì đấy? Kanarazu. Kanarazu, nhớ để ý đến cách dùng của từ vựng chứ không chỉ là ghép tiếng Việt vào nha mọi người. Đừng quay ngược lại với sự nỗ lực à? Cái sự nỗ lực thì nó làm sao? Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn bạn Japan Store, bạn đã comment ý nghĩa của câu này rồi ạ. Chúng ta sẽ có đáp án của câu này là đáp án số 3 mọi người nhé. Keste. Keste đi với đuôi nai. Rất là quen thuộc đúng không ạ? Keste đi với đuôi nai là tuyệt đối không. Vậy thì ở đây là và cái sự nỗ lực thì nó sẽ tuyệt đối không bao giờ phản bội lại bạn. Tức là chỉ cần chúng ta nỗ lực thì chúng ta sẽ có được một cái gì đấy. Đúng không? Có thể là kiến thức, có thể là cái sự thành công, tiền bạc hay là sự hạnh phúc gì đó, vân vân, đúng không nào? Còn những đáp án khác thì sao? Chúng ta cùng nhau nhìn nhá. Đầu tiên, yappari. Yappari là quả nhiên là, đúng không? Quả nhiên là hôm nay cậu ấy sẽ không tới đâu. Quả nhiên là như thế đấy, đúng không? Thường là quan điểm của mình đó. Rồi số 2 là amari nimo là quá mức đấy, quá mức. Số 4 là kanarazu, nhất định. Nhất định. Nhất định tôi sẽ đỗ, đúng không? Đó. Thì nó sẽ thường đi với cái dạng là khẳng định. Chứ nó sẽ không đi vào cái đuôi nai như thế này mọi người nhá. Rồi ok, câu số 43 nha mọi người nhá. Câu này về kanji thì chắc là sẽ dễ hơn đúng không nào? Kono yama no nanani kara miru fuke wa seikai ichi daro. Rồi. Chúng ta có 4 đáp án ạ, là saijo, tenjo, okujo và chojo. Thì nó sẽ có đáp án nào phù hợp ở đây ạ? Thanh lịch sang là 4 đỉnh núi, ok. Hai. Rất là rõ ràng đúng không mọi người, rất là rõ ràng chúng ta sẽ có đáp án số 4 đấy là chojo, đỉnh núi, đúng không? Cái từ đỉnh núi. Yama no chojo thì còn chạy đi đâu được nữa đúng không nào? Rồi, cái phong cảnh này. Phong cảnh nhìn từ đỉnh ngọn núi này thì có vẻ như có thể nói là đúng không? Chắc là số 1 thế giới rồi. Đó. Rồi, seikai ichi daro, chắc là số 1 thế giới nhá. Ok. Đó, còn những đáp án khác thì sao? Saijo. Saijo là cái gì đó cao nhất, ví dụ là Saijo Kai, tức là cái tầng cao nhất một tòa nhà chẳng hạn ấy. Còn Tenjo thì chúng ta rất là quen thuộc rồi, tầng N3 đúng không? Tenjo là cái trần nhà mọi người nhá, trần nhà. Số 3 là Okujo. Okujo ở đây của chúng ta là cái sân thượng. Sân thượng. Ok. Hai. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 44 ạ. Câu số 44 sẽ như sau. Iyoyo kimi no nanani da. Kinchou shinai de migoto ni happyou shite miyou. Hapyo shite miseyo. Đây là một mẫu câu ngữ pháp sẽ sử dụng khá là nhiều đấy mọi người. Khá là nhiều, không chỉ là của N3 đâu. Không chỉ là của N3 mà đến tận phần nghe hiểu của N1 cũng gặp rất là nhiều mẫu câu ngữ pháp này. Nên là nếu mà mọi người chưa nắm được hoặc là chưa nhớ, chưa biết, chưa học thì có thể nêu lại cái mẫu câu ngữ pháp này nhá. Hai. Đáp án số 1 là bango, số 2 là junjo, số 3 là bangumi và số 4 là junbang ạ. Vậy thì chúng ta có thể lựa chọn đáp án số mấy ạ? Cứ như 4 ạ, thám rằng 4. Rồi, thí rằng cũng 4. Ok, câu này của chúng ta sẽ có đáp án là đáp án số 4 là junbang mọi người nhá. Junbang là cái lượt, đúng không? Đến lượt. Cuối cùng cũng đến lượt em, đến lượt cậu rồi đấy, đúng không? Đừng có kinjo, đừng có căng thẳng gì nhá. Hãy làm sao nhỉ? Hãy phát biểu thật là hay cho mọi người thấy, cho mọi người xem đi. VT mi xe được là làm cho người khác thấy, thể hiện cho người khác xem. Được chưa nào?
Làm cho người khác thấy hoặc là thể hiện cho người khác xem nhá. Thì Jun Bang đây là cái lượt, cái thứ tự đúng không nào? Số 1 Bango là gì ạ? Bango là số trong cái từ đêm qua Bango ấy mọi người. Là số điện thoại đúng không? Số 2 là Juncho là thuận lợi nhá, thuận lợi. Và số 3 là Bangumi. Bangumi là chương trình TV đúng không? Rất là quen thuộc rồi. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước đến câu số 45. Câu số 45 của chúng ta sẽ có gì ạ? Kekkon aite no nanyani toshite wa okane yori wa kachikan ya okonomi ga awasenakereba naranai to omou. Số 1 là điều kiện, là điều kiện đúng không? Thám sàng 1 này. Như Quỳnh Như 1 điều kiện. Ngọc Anh 4 là lý tưởng. Rồi, chọn cái gì thì mình cũng phải dựa vào cái nội dung ở đằng sau nữa đúng không? Nội dung ở đằng sau của chúng ta là cái gì? Là gì ạ? Tôi nghĩ rằng là cần phải hợp nhau về sở thích, về giá trị quan, tức về cái cách nhìn, cái quan điểm đúng không? Hơn là tiền bạc. Đó. Lê Thúy điều kiện. Đáp án số 1 đúng không? Thu Hương đáp án số 1 là điều kiện thì sao ạ? Đáp án của chúng ta chính là joken đúng không? Điều kiện hay mình có thể hiểu là cái tiêu chí ấy, mọi người đúng không? Đấy. Thì ở đây sẽ là cái điều kiện hoặc là cái tiêu chí về cái đối tượng kết hôn của mình ấy. Thì tôi nghĩ là cần phải phù hợp nhau về mặt sở thích, về mặt quan điểm, giá trị quan hơn là cái việc có tiền hay không, đúng không? Ok, rồi. Hay, vậy thì đáp án số 2 là gì ạ? Due là lý do, đúng không? Lý do. Số 3 là yoken. Yoken là việc nhá. Việc hoặc là có chuyện gì đó. Số 4 là diso. Diso là lý tưởng. Lý tưởng. Rồi. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 46 ạ. Đây là một cụm từ rất là hay dùng. Chúng ta có thể nhớ theo cụm nhé mọi người nhá. Mình có thể nhớ theo cụm ạ. Tsui, kuchi ga nanyani, itte wa ikenai koto o itte shimatta. Số 1 là nobite, số 2 là subette, số 3 là hashitte và số 4 là koronde. Có bạn Japan Store chọn là 2 với nghĩa là lỡ miệng đúng không? Lỡ miệng. Bạn Trang cũng chọn 2 ạ, Thắm Sàng cũng chọn 2 là lỡ. Rồi bạn Hùng thì chọn là 2 lỡ mồm, nó rất là văn nói luôn. Ok. Hai đáp án của chúng ta rất là chính xác sẽ là đáp án số 2 subette. Suberu nghĩa gốc của nó là gì ạ? Là trơn trượt đấy mọi người. Đúng không? Trơn trượt. Và khi mà nó đi với kuchi ga suberu, subette thì nó sẽ là lỡ mồm, trượt mồm á đúng không? Lỡ mồm, lỡ miệng. Nói lỡ mồm hay lỡ miệng nói ra những cái điều mà không được nói. Không được nói nhá. Ok. Hai. Tiếp theo quay lại số 1 chúng ta có nobite. Nobite, nomiru. Nobiru là kéo dài ra hay cái gì đó nó tăng lên đúng không? Số 3 là hashite, hashiru là chạy này. Và số 4 là koronde. Koronde là bị ngã đúng không nào? Hay. Ok, chúng ta cùng nhau bước đến câu số 47. Câu số 47 của chúng ta có gì ạ? Hai, 全員で協力しなかったことで失敗を何々た. Tất cả đều là ta. Thì số 1 là maneita, số 2 là tsuita, số 3 là aketa và số 4 là kita. Có bạn Thành đang chọn đáp án số 1 là đáp án maneita, động từ gốc là mane cự đúng không? Long Sằng cũng đang chọn đáp án số 1 đó là maneita là dẫn đến. Rồi bạn Long có dịch câu này như sau ạ. Vì toàn bộ nhân viên không chịu hợp tác nên dẫn đến thất bại. Còn Di Thịnh thì chọn đáp án số 1 với nghĩa là gây ra. Ok. Rồi. Hãy. Đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 1 đúng không? Maneku với nghĩa là gây ra nhá. Ở trong trường hợp này là gây ra cái thất bại. Hoặc là cái trường hợp mà chúng ta có cũng rất là hay dùng đấy là cái gokai o maneku là gây ra hiểu lầm ấy. Đó thì cũng dùng cái động từ maneku này đúng không? Thì do là tất cả mọi người đã không cùng hợp tác, hợp lực với nhau nên đã gây ra cái sự thất bại. Đó. Còn đáp án số 2, tsuku, tsuita là gắn hoặc là dính cái gì đó đúng không? Đó. Ok. Số 3 là aketa, akeru. Làm trống, làm rỗng, có thể là làm trống, làm cho nó trống một cái khoảng không gian nào đấy. Kiểu như là seki o akeru. Đúng không? Seki o akeru, tức là bỏ trống một cái chỗ ngồi nào đó. Nhá. Hoặc là số 4 là kita, động từ gốc là kiku. Kiku là có tác dụng, có hiệu quả. Cái gì đó nó có tác dụng, có hiệu quả. Như là cái aircon ga kiteru, tức là cái điều hòa nó đang có tác dụng. Có nghĩa là nó đang mát đấy, nó đang chạy đấy, đúng không? Thì người ta dùng cái từ là kiteru, kita nhá. Ok, hãy, ja tsugi.
Câu số 48 ạ. Câu số 48 của chúng ta như sau. 初めての一人暮らしだがやってみると何々なるものだ. À, bốn đáp án của chúng ta đó là 何しろ何分何でも何とか. Ok, rồi câu này có vẻ hơi khó đúng không? Chúng ta sẽ có đáp án số 4 nhé. Hãy thanh sang 4 này. À, Thư Mai cũng chọn 4 đúng không? Tức là chính xác, đáp án của chúng ta sẽ là 何とか. Và chúng ta có một cái cụm là 何とかなる. 何とかなる, một cụm luôn. Là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hay là đâu rồi cũng sẽ có đó. Nhá. Tức là 初めての一人暮らしだったが, à, lần đầu tiên tôi ra ngoài sống một mình đúng không? Và khi mà thử, tức là khi mà thử sống một mình như vậy thì tôi thấy là à, đâu rồi sẽ có đó, rồi sẽ ổn hết cả thôi, rồi sẽ quen cả thôi, kiểu như vậy đúng không? Ok. 何とかなる nhá. 何しろ sẽ là gì ạ? Dù sao đi nữa đó đúng không? しろせよても đấy nhá. Dù sao đi nữa, hay là 何分 suy cho cùng thì thế nào đấy đúng không? Dẫu sao thì cũng vậy. Hay là 何でも bất cứ cái gì, cái này thì quen thuộc rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 49. Câu số 49 ạ. 誰でも飲みやすいようにかぶせる何々にした。Số 1 là hư, số 2 là gara, số 3 là jo và số 4 là se nhá. Số 4 là se. Ok, có bạn Japan Store, bạn ấy chọn đáp án số 1 đấy là hư. Hư là gì ạ? Hư là cái kiểu, cái phong cách, đúng không? Còn ai có đáp án khác không ạ? Nomiyasui, tức là dễ uống đúng không? Vậy thì cái kapuseru này nó sẽ là cái gì đó? Rồi, để ai cũng có thể uống được nó một cách dễ dàng đúng không? Thì chúng tôi làm nó cái hình dạng. Còn nhậu thì cái từ nào sẽ là cái từ phù hợp với cái nghĩa là hình dạng thay vì là cái phư là phong cách đúng không? Câu này thì cái cách dùng chính xác của nó sẽ là đáp án số 3 nhá. Rồi ok, là cái jo. Jo. Ngoài cái nghĩa là cái bằng, cái thư mời, cái giấy ra thì nó còn có thể nói về cái trạng thái hình dạng, được chưa nào? Còn cái phư là cái phong cách. Phong cách. Số 2 là gara. Gara thì là cái họa tiết đúng không? Họa tiết, hoa văn. Hoa văn trên quần áo, chấm bi hay là hình hoa các thứ chẳng hạn. Ngoài ra thì nó có cái cách đọc là e, với nghĩa là cái cán, cái chuôi. Đúng nào? Ok. Số 4C là cái quy chế, quy định nhá. Rồi, hãy. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 50. Câu số 50 đây là các từ vựng rất là quen thuộc ở tầm N3 nhá mọi người nhá. Hãy, ok. みんなの意見は何々で一つに決めるのは難しかった. Muzukashikatta, rất là khó đúng không? Số 1 là barabara, số 2 là iraira, số 3 là karakara và số 4 là burabura. Burabura. Ok, có bạn Thanh Hồng chọn 1, Quỳnh Như chọn 1 là rời rạc, Vi Đào chọn 1, Bảo Long 1 lẻ tẻ. Rồi, ok. Đấy, câu này của chúng ta chính xác là đáp án số 1 nhé mọi người nhé. Barabara. Ý kiến thì của mọi người thì làm sao? Không thống nhất, tức là rất là rời rạc, mỗi một ý á, đúng không? Thế nên là cái việc mà để làm sao? Thống nhất nó lại, quyết định thành một ấy, tức là chọn ra một cái ấy, đúng không? Thì sẽ rất là khó khăn, thì đã rất là khó khăn. Ok chưa nào? Còn số 2, iraira là cái gì ạ? Là cái sự sốt ruột, lo lắng, bất an đó mọi người đúng không? Số 3 là karakara. Karakara thì có thể sử dụng với cái nghĩa là khô, không khóc, họng khô này nhá, họng khô. Hoặc có thể sử dụng để mô tả về cái tiếng cười nhá, cười khanh khách ấy. Còn số 4 là gì ạ? Burabura. Burabura thì sử dụng cho cái trường hợp là mình đi lang thang, đi lanh quanh, kiểu như là đi bộ ấy. Rồi, hãy. Ok. Hãy, vẫn như thường lệ thì xin phép được giới thiệu với mọi người về khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc của Dũng Modi nhá. Khóa luyện đề sẽ cũng đã sắp được khai giảng rồi, cũng cuối tháng 10 rồi đúng không ạ? Khóa này sẽ được khai giảng vào ngày 4 tháng 1, cả 3 level N3, N2 và N1 vào thời gian tối 24/6. Hình thức học trực tuyến qua Zoom ạ. Ở khóa này chúng ta sẽ có 12 buổi chữa 12 đề thi quá khứ nhé mọi người nhé. Mọi người sẽ được hướng dẫn một cách cụ thể về các mẹo làm bài thi và kỹ năng của từng môn bài mọi người nhé. Và mục tiêu của chúng ta là để tăng 20 đến 30 điểm trong chặng cuối trước khi bắt đầu vào kỳ thi tháng 12. Và ưu đãi thì nó sẽ có hai ưu đãi rất là lớn, đó là các bạn sẽ được tặng kèm một bộ ebook với tổng hợp toàn bộ kiến thức của level mà các bạn đăng ký.
cộng có thể là cả với level trước cộng với khóa online luyện đề trị giá 900.000. Và cái cuối cùng quan trọng nhất đó là có cam kết đỗ mọi người nhá. Hay, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 51. 立ち上がった 瞬間, 突然, 激しい 頭痛に, 何々った. Đáp án số 1 là 襲われ, số 2 là 叩かれ, số 3 là 打たれ, và số 4 là 迫られ. 迫られ. Cái khoảnh khắc mà tôi đứng dậy ấy, thì đúng không? Đột nhiên thế nào đấy. Rồi Long Sang chọn đáp án số 2, đó là 叩かれ. 叩かれ, động từ 叩く là gì nhỉ mọi người? 叩く, động từ gốc. Hai Sang chọn đáp án số 3 là 打たれ, động từ 打つ nhá. 打つ là gì? Đây là động từ 襲う. Đây là động từ 迫る. Có bạn nào có đáp án khác không ạ? Cái khoảnh khắc mà tôi đứng dậy, khoảnh khắc mà mình đứng dậy ấy, thì đột nhiên cái cơn đau đầu dữ dội nó như nào nhỉ? Nó ok, rồi nó ập tới mọi người nhá. Osu, osu wa de là nó tấn công, nó ập tới. Được chưa? Tấn công hoặc là ập tới. Còn số 2, tataku là gì ạ? Đánh đập gõ vỗ. Đúng không? Đánh đập gõ vỗ. Số 3 là utsu. Utsu là gõ. Gõ máy, gõ chữ đúng không? Số 4 là semaru. Cái gì đó đến gần, có thể là cái ngày thi đến gần, cái kỳ hạn đến gần, cái nguy hiểm đến gần, hoặc là cái việc mà mình bị ép làm một cái gì đấy nhá. Thì đấy là nghĩa của bốn đáp án này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 52. Câu số 52. 健康のため、バランスの取れた適切な量の食事を何々。心もとない、心がける、心残りは心遣い。 Quỳnh Vi 2 này, Quỳnh Như 2, Nhan Nhan Nguyễn 2. Ok. Chúng ta sẽ có đáp án của câu này là đáp án số 2, kokoro ga keru. Đó, đúng không? Vẫn đúng mà. Kokoro ga keru là cái từ rất là quen thuộc rồi. Là cái sự gì đấy ạ? Để mà tốt cho sức khỏe thì tôi kiểu lưu ý hơn, lưu tâm hơn, để tâm quan tâm hơn đến cái việc ăn uống với cái lượng phù hợp, tức là ăn vừa phải đấy, đúng không? Để có được cái sự cân bằng về mặt dinh dưỡng, đúng không? Đó, thì là cái sự lưu tâm, chú ý, quan tâm nhé mọi người nhá. Kokoromoto nai là gì ạ? Là cái sự bất an mọi người nhá. Lo lắng, bất an. Tức là nó sẽ là cái sự lo lắng, kiểu mình không yên tâm được ấy. Rồi, con số 3, kokoro no kori là cái sự lưu luyến, luyến tiếc. Số 4 là kokoro zukai. Kokoro zukai cũng dịch là quan tâm đấy, nhưng mà sẽ là cái việc mình quan tâm người khác, quan tâm đến cái tâm trạng người khác chẳng hạn, đúng không? Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với câu số 53. この会社を何々状況は悪化の一途をたどっている。 Chủ yếu không? Cái tình hình gì đó của công cái tình hình gì đó công ty này. Đó. Thì như nào? Thì ạc cả. Thì xấu đúng không? Xấu đi đúng không? Đó, còn đoạn sau mình không biết không sao. Mình xác định cái vé trước này là cũng khá là ok rồi. Rồi. Số 1 là shita o maku. Số 2 là tori naosu, số 3 là kemuri ni maku và số 4 là tori maku. Động từ phức như thế này thì sẽ hơi khó hơn một chút đúng không? Câu này có bạn nào có đáp án không ạ? Rồi, có bạn Huỳnh Vi chọn được đáp án số 4 là Thorimaku. Thorimaku. Có bạn nào chọn đáp án khác không? Thorimaku có nghĩa là gì nhỉ? Thorimaku có nghĩa là xung quanh, xoay quanh. Bảo Long chọn đáp án số 3 là Kemuri ni maku. Kemuri ni maku. Kiểu một dạng tung hỏa mù, kiểu chém gió này nọ với những cái điều mà người khác không biết, không hiểu ấy. Người ta dùng cái từ là kemuri ni maku. Ok. Rồi, câu này sẽ là đáp án số 4 rất là chính xác nha. Bạn Huỳnh Vi đã chọn đúng rồi ạ. Thori maku. Những cái tình hình xoay quanh cái công ty đó thì làm sao nhỉ? Ngày càng đấy nhá. Đoạn này là ngày càng này. Ngày càng xấu đi, ngày càng tệ hơn đúng không? Ngày càng tệ hơn. Rồi, con số 1 là shita o maku. Shita o maku là cái nghĩa đen đầu tiên là gì ạ? Shita là lưỡi, maku là cuốn cuộn đúng không? Thì là cuốn hay là uốn cái lưỡi. Đó.
Rồi ngoài ra thì cái ta ố mà cự nó còn có cái nghĩa khác là cái nghĩa ngạc nhiên sửng sốt nhá, ngạc nhiên sửng sốt. Còn thôi đi nào là làm lại một cái việc gì đó, như kiểu là xin phép lại một lần nữa chẳng hạn. Đấy, hoặc là lấy lại tinh thần chẳng hạn nhá. Ok. Tiếp theo chúng ta có câu số 54. Câu số 54. 何々に対応いただき感謝して感謝いたします。感謝したいたします。số 1 là gì ạ? 偉大, số 2 là 寛大, số 3 là 広大 và số 4 là 拡大. 偉大 thì rất là quen thuộc rồi đúng không? 偉大 là gì đấy? À, Huỳnh Vy chọn đáp án số 2, 寛大 đúng không? 寛大, ok. 寛大な対応をいただき感謝いたします。Những đáp án khác mình có loại bỏ được không mọi người? 1, 3, 4 loại bỏ được không? 1, 3, 4 là từ vựng của N mấy ạ? N3 với N2 thôi đúng không? Ý đai là vĩ đại, khô đai là rộng lớn, là to. Và số 4, khắc cư đai là mở rộng. Đấy, vậy thì còn cái thằng căn đai này thôi. Chữ khoan với chữ đại đúng không? Là cái sự hào phóng đấy. Ý là tôi rất là cảm ơn vì đã nhận được cái sự tiếp đãi rất là hào phóng của mọi người, của anh chị, đúng không? Nên chúng ta sẽ có 2 bằng des nhá. 2 bằng des, ok. Rồi, tiếp theo chúng ta có câu số 54 nhá. Ừ. Câu này sẽ là gì ạ? その映画はどんな年齢の人にも何々ちょん。そもらふさわしい。そはら投げかわし。そばら今わし。そもら息苦しい。Đáp án thì nó không khó đúng không? Đáp án thì nó không khó bởi vì nó là từ vựng khá là dễ rồi, chính xác ạ. Long sàng chọn 1. Ok, ふさわしい là gì ạ? ふさわしい có nghĩa là phù hợp đúng không? Phù hợp với nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau, dù là ở lứa tuổi nào thì cũng phù hợp đấy. Hay, đúng không? Bộ phim đó thì phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Ok chưa? Hay. Rồi. Ok, đáp án số 2 của chúng ta là nagekawashi. Nagekawashi là cái sự đau buồn gì đó đúng không? Số 3 là imawashi. Imawashi nói về cái sự ghê tởm hoặc là cái sự chán ghét nào đấy nhá. Còn số 4 là ikigurushi, khó thở này, khó thở, được chưa? Hay, ok, câu số 56 nhá, câu số 56. Keitan ga nanyani na hokosha o jitto mitsumete ita. Jitto mite ita. À, mitsumete ita, là nhìn chằm chằm ấy mọi người, nhìn chằm chằm. Rồi, số 1 là bai xin, số 2 là fu xin, số 3 là shu xin, số 4 là shou xin. Đều là xin, đúng không? Bốn đáp án đều có xin. Hình vi chọn 2 ạ. 2 là phu sinh. Phu sinh có nghĩa là gì nhỉ? Ok, có một viên cảnh sát đúng không? Đang nhìn chăm chăm cái người đi bộ như thế nào đấy? Người đi bộ như thế nào mà có cảnh sát nhìn chăm chăm vào ạ? Khả nghi, lạ đúng không? Ok, nhà Nguyễn chọn 2 ạ. 2. Hay, ok, phạm cảnh 2. Ok, phu sinh là cái sự đáng ngờ, nghi ngờ, bất thường đó đúng không? Thu Hà 2 ạ. Rồi, nhá. Là gì ạ? Viên cảnh sát thì đang nhìn chằm, à, đã nhìn chằm chằm. Kiểu, theo dõi là đúng không? Nhìn chằm chằm vào cái người đi bộ mà khả nghi. Đó, đáng nghi, khả nghi. Thanh Hồng cũng 2 ạ. Ok, tiếp theo chúng ta quay lại đáp án số 1 là bai sinh. Bai sinh là chữ bồi với chữ thẩm. Bồi thẩm ý là nói về giám khảo nhá. Giám khảo. Số 2 là siêu sinh. Siêu sinh, à, chữ chủ thẩm đúng không? Ý là cái người trọng tài chính ấy. Đúng không? Người trọng tài chính. Số 4 là sơ sinh. Sơ thẩm. Sơ thẩm. Ok, phiên sơ thẩm của tòa án các thứ đó, đúng không nào? Đấy. Tiếp theo là câu số 57 ạ. 彼は父親の才能を何々に受け継いでいる。受け継ぐ、đúng không? 微分、積分。Số vấn và ý cư vấn. Hai từ này sẽ hai, ba. Có hai từ số 1 và số 2 thì sẽ hơi lạ một chút đúng không? Số 3 và số 4 thì có lẽ là các bạn cũng đã nắm được rồi. Huỳnh Vy chọn 4 ạ. Ý cư vấn. Ý cư vấn là gì nhỉ? Ý cư vấn có nghĩa là từ số vấn chắc là mọi người sẽ dễ dàng nhớ và loại bỏ nó nhất đúng không? Số vấn sẽ là cái việc mình xử lý, có thể là xử lý vấn đề, xử phạt cái gì đó này, hoặc là mình loại bỏ, không phải loại bỏ mà mình vứt bỏ những cái đồ không cần thiết nữa. Thì dùng cái từ số vấn đó. Có bạn nào có đáp án khác không?
Ok, câu này sẽ là đáp án số 4 mọi người nhá. 이급은 một ít, được chưa? Một ít. À, anh ấy thì được thừa hưởng, hay là kế thừa đấy, thừa hưởng một ít tài năng của bố mình. Đó, một ít tài năng của bố mình nhá. Còn số 1 là gì ạ? 비분, vi phân nhá, vi phân. Số 2 là 세끼분, là tích phân. Cái này là trong, gọi là cái gì ạ? Ngôn ngữ trong toán học, vi phân và tích phân. Và số 3 là 쇼분 thì vừa nãy chúng ta có giải thích với nhau rồi, vì nó cũng là cụm từ vựng ở N3 đúng không? Ok. Tiếp theo sẽ là câu số 58 mọi người nhá. Câu số 58. 난난이 일본에와 오카미가 세이크 세이크시테이타. Ở Nhật thì có cái con Okami, Okami đúng không? Bốn đáp án là gì ạ? 가네테, 갔테, 갈테, 갔테. Huỳnh Vy chọn 1 ạ. 가네테. Hào Sàng chọn 2 là 갔테. Rồi, chó sói đúng không? Chính xác. Okami là con chó sói đấy. Số 1, 가네테. Mọi người có nhầm nghĩa của từ 가네테 không nhỉ? 가네테 là gì nhỉ? 가네테 là từ trước đến giờ, đúng không? 前から 今まで, từ trước đến giờ. Đấy là 가네테. Còn 갔을때 sẽ là 前に, tức là trước đây. Ok, thầy Lôi bảo còn chia sẻ thêm nghĩa nữa của từ 가네테 là kiêm nhiệm nữa, đúng không? Đó, thì nó sẽ có cái phần kanji, cái chữ đấy. Ok. Vậy thì câu này chúng ta sẽ có 2번. 2번 됐어요, né? Trước đây đã từng. Đó. Trước đây ở Nhật thì đã từng có sói. Sói nó cư ngụ, nó sinh sống đúng không? Nhá. Ok. Con số 3 là 가네테. Nói chung là nó sẽ tùy vào chữ Hán thôi, nó có thể nhớ theo cái chữ là thay đổi á, đúng không? Số 4 là 가끄테. 가끄테. Vậy thì, thế thì các thứ đấy nhá. Rồi. Câu số 59 ạ. Câu số 59. 특히 이유もなく, chẳng có lý do gì đặc biệt đúng không? 나냐니? 네, 에란다 선택시가 세토다타. Đây sẽ là một câu mà chúng ta có thể ứng dụng sau khi đi thi này. À, sau khi đi thi, sau khi mà các bạn khoanh bừa. Hay. Hearing, feeling, hearing và howling. Rồi, có bạn Huỳnh Vy chọn đáp án số 2. Huỳnh Vy chọn đáp án số 2 là feeling. Lựa chọn theo cảm tính đúng không? Ok. Long phần 2. Rồi, đáp án của chúng ta là đáp án số 2 mọi người nhá. Feeling là cảm giác, cảm giác, cảm tính ấy. Tức là chúng ta đã lựa chọn theo cảm tính mà kiểu chẳng có lý do gì hết, chẳng có căn cứ gì hết, chả nhớ từ nào. Đúng không? Và kiểu dạng chọn bừa đấy. Linh cảm đúng không? Và đúng. Đúng không? Mình đã lựa chọn được đáp án đúng. Kiểu như vậy. Ok chưa? Còn cái này là, đây là một cái từ mà rất là quen thuộc ở trong giới trẻ hiện nay là cái từ healing. Healing ấy. Gọi là gì nhỉ? Chữa lành đúng không mọi người? Chữa lành. Nhá. Có bạn nào mà hay đi chữa lành không ạ? Đi du lịch chữa lành đúng không? Rồi, ok. Hai. Cái từ healing. Healing này thì chúng ta có thể nhớ với cái nghĩa đấy là mình tìm hiểu thông tin. Nhá, tìm hiểu thông tin về một người nào đấy, mình hỏi này, hỏi chuyện này, rồi nắm bắt thông tin, rồi tổng hợp lại cái thông tin đó chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái đáp án này nhé mọi người nhé. Rồi, ok. Ok, câu số 60. Câu cuối cùng. Câu cuối cùng ạ. 日本の 総人口は 2004年 を 何々に 減少が 続いている. Dân số Nhật Bản thì như thế nào đấy đúng không? À, Thanh Hồng chọn 2, Huỳnh Vy 2, có nghĩa là đỉnh điểm đúng không? À, thầy Lôi Bảo chọn 2, Long Sằng là so với. À, ok, rồi đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 2 nhá. Bạn Xuân Phi cũng chọn 2 ạ. Peak, peak đúng không? Là đỉnh, đỉnh. Dân số Nhật Bản thì đạt đỉnh vào năm 2024. Tức là đấy là cái thời điểm mà dân số Nhật Bản nhiều nhất, đông nhất. Và đang có xu hướng giảm dần. Đó, dân số Nhật Bản đang bị già hóa rồi đúng không? Tỷ lệ già, người già thì cao, tỷ lệ sinh thì giảm. Còn park, park là công viên. Số 3 là pork. Pork ở nói về con lợn, con heo đúng không? Và số 4 là bark. Bark là cái vỏ cây nhá. Mọi người có thể nhớ theo cái nghĩa là vỏ cây nhá. Ok. Hay. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Kaesama deshita.